Chào quý vị và các bạn. Sức hút của Yamaha NVX đã khiến cho mẫu xe này bị đội giá hơn 10 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mức giá cao nhất ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh đối với cái mẫu xe tay ga NVX phiên bản cao cấp là 63,5 triệu đồng và chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Sau gần một tháng bán ra thị trường thì mẫu xe tay ga 155 phân khối mới của Yamaha thay thế Nouvo đang trong tình trạng khá là khan hàng. Cùng với đó là giá bán chênh khá nhiều so với mức đề xuất, đặc biệt ở phiên bản cao cấp. Một Yamaha Thao trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh báo giá phiên bản cao cấp 66,9 triệu đồng đã bao gồm giấy tờ, tức là mức chênh so với giá đề xuất khoảng 10 triệu đồng. Trong khi đó, NVX bản tiêu chuẩn là 50,4 triệu đồng. Cửa hàng trên thông báo giá nhưng không có hàng để trưng bày. Nếu khách muốn xem xe mẫu thì có thể đến đại lý lớn hơn ở quận Phú Nhuận. Xe về đại lý rất ít, chủ yếu dành cho khách đã đặt cọc trước. Nhân viên bán hàng tại đây cho biết. Trong một diễn biến khác thì một đại lý phân phối xe Yamaha trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7 còn khiến người mua bất ngờ hơn về mức giá đội lên đến 12 triệu đồng. Vừa rồi hỏi giá NVX bản cao cấp đến 69 triệu đồng. Bao giấy tờ, chắc chờ qua Tết xem sao chứ giá này chát quá, anh Cao Thắng ngụ tại quận 7 chia sẻ. Khảo sát tại một số đại lý 3S tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Yamaha NVX bản tiêu chuẩn chỉ đội giá nhẹ từ 1 đến 2 triệu đồng. Giá chênh cao chỉ có ở bản cao cấp trang bị phanh ABS mà thôi. Ổ khóa thông minh, ngắt động cơ tạm thời. Mức đội giá không trùng lập ở các đại lý. Đơn cử một cửa hàng trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, NVX bản tiêu chuẩn giá 63 triệu đồng bao giấy tờ, tức là chênh 7 triệu đồng so với giá đề xuất. Yamaha NVX là mẫu xe tay ga mới của hãng xe Nhật Bản, bán ra thị trường Việt Nam từ đầu tháng 12 năm 2016. Sản phẩm này là sự thay thế cho một Nouvo hụt hơi và thua nhục nhã trước Honda Airblade ở cuộc đua về doanh số, dẫn đến là phải ngậm ngùi rút lui khai tử Nouvo. Dù là kẻ tiên phong ở cái phân khúc xe tay ga tầm trung cho nam giới, nhưng mà có thể nói là Nouvo là đồ bỏ đi và khách hàng bây giờ họ không thèm mua, không thèm sử dụng, dẫn đến là Yamaha buộc phải khai tử cái sản phẩm này. Thì không chỉ ở Việt Nam mà Yamaha NVX phân phối hiện tại tại nhiều cái thị trường khu vực Đông Nam Á. Và mẫu xe này trang bị động cơ Bluecore 155 phân khối, xi lanh đơn, và giá bán lẻ bản đề xuất, giá bán đề xuất cho cái bản tiêu chuẩn mà bán lẻ tới tay người tiêu dùng là 45 triệu đồng và cái phiên bản cao cấp là 51 triệu đồng. Thì xung quanh cái thông tin này rất nhiều người nói rằng là Yamaha cái hay thì không học mà lại đi học cái xấu của Honda, và nhiều người thì nói rằng là chưa biết ai học ai, bởi vì Yamaha thì nó cũng đã từng làm giá với Exciter lâu rồi và bây giờ thời